Ngày 13 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren và Bộ trưởng Quốc phòng Rumani Angel Timva đã khai trương trung tâm huấn luyện phi công điều khiển máy bay chiến đấu F-16 của châu Âu tại căn cứ không quân Petesti, nơi các phi công Ukraine sẽ được đào tạo. Theo kế hoạch, khóa đào tạo cho các phi công lái F-16 sẽ kéo dài 6 tháng. Trung tâm đào tạo nằm cách thủ đô Bucharest 150 km về phía đông. Lockheed Martin, công ty sản xuất máy bay tiêm kích F-16, là đơn vị cung cấp giảng viên và chuyên viên kỹ thuật cho khóa đào tạo này. Hà Lan đã cam kết cung cấp tới 18 máy bay F-16 cho chương trình đào tạo, nhưng nhấn mạnh chúng vẫn là tài sản của Hà Lan. Hôm 7 tháng 11, nước này đã chuyển 5 tiêm kích F-16 cho trung tâm huấn luyện ở Rumani, đồng thời tuyên bố những chiếc máy bay này sẽ chỉ bay trong không phận NATO. Khi được hỏi khi nào Hà Lan sẽ gửi F-16 cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren cho biết điều đó phụ thuộc vào phía Ukraine. Điều đó phụ thuộc vào sự chuẩn bị từ phía Ukraine. Họ phải có phi công được đào tạo, họ phải biết cách bảo trì. Chúng tôi phải có cơ sở hạ tầng sẵn sàng và chúng tôi cũng phải phối hợp việc này với các đối tác, trong đó bao gồm cả Mỹ. Ukraine từ lâu đã yêu cầu các đồng minh cung cấp máy bay F-16. Mỹ và Đan Mạch được cho là đã bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16. Hồi tháng 8, Đan Mạch cho biết 9 phi công Ukraine đã bắt đầu huấn luyện tại một căn cứ quân sự ở Skrydstrup, cách Copenhagen khoảng 270 km về phía Tây, cùng với các nhân viên bảo trì và phục vụ.